Cái này cực kỳ lạ mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Thử nhá. Xem này, Umala này. Mở video xe hay. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tôi mượn được một chiếc xe rất là hay của cậu em này. Nó hay thì không phải bởi chiếc xe này hay mà nó hay ở cái này này. Cái này cực kỳ lạ mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Thử nhá. Xem này, Umala này. Mở video xe hay. Đấy, xe hay luôn. Có một chiếc xe hay chưa? Tiếp nhá. Nó không phải là siêu xe thể thao hay cũng không phải là một mở video Camry. Trang bị chiếc xe sang. Ôi, thôi chết rồi. Ra video lạ rồi. Ta. Đấy. Tóm lại là cái màn hình này nó hay ở cái chỗ đấy, có nghĩa là nó như một cái điện thoại thông minh ấy, nó tích hợp được ra lệnh giọng nói. Tôi chợt nhớ đến cái chiếc xe Ford với Sing 3 thì chúng ta cũng rất tiện lợi rồi, nhưng mà chúng ta phải nói tiếng Anh. Thì cái xe này chúng ta đã ra lệnh được bằng tiếng Việt. Đấy, ra lệnh được đủ thứ đấy nhá. Bây giờ tôi ra lệnh này. Dẫn đường đi Đồ Sơn ăn ghẹ. Đồ Sơn ăn ghẹ không được. Phải dẫn đường đi Đồ Sơn thử nhá. Dẫn đường đi Đồ Sơn. Bingo. Đi Đồ Sơn luôn. 1 tiếng 19 phút 106 km. Quá ngon, ra lệnh giọng nói cực hay. Mà nó còn có hai bản đồ cơ. Đây là bản đồ Google Maps nhá, tích hợp sẵn luôn, tiếng Việt luôn. Bây giờ còn một bản đồ nữa cũng hay này, nhưng mà phải dùng câu lệnh là chỉ đường. Chỉ đường đến bờ hồ. Đó. Cái bản đồ này là bản đồ Navitel. Navitel đấy. Rất hay mà cái bản đồ này nhá, cái màn hình này nó còn hay đến mức độ là nhá, nó báo cái tốc độ của mình. Cái thứ hai là nếu mà đi quá tốc độ ấy, nó còn cảnh báo ở đây. Wow. Hay thật, cái màn hình này không ngờ đấy. Mà nó lại còn nghe ra lệnh giọng nói, điều khiển kết nối Bluetooth, lại còn nghe điện thoại các thứ ở đây được luôn. Mà tích hợp luôn trên vô lăng nhá. Tất cả các loại xe đều được, tôi mới hỏi rồi. Không chỉ riêng xe này, mà tất cả các loại xe đều được, đều có một cái mặt dưỡng riêng, có thể lắp vào được từ Camry 2019 rồi, vân vân. Rất có thể tôi sẽ thử lắp vào xe tôi xem như thế nào. Hay quá. Xem nào, còn nhiều tính năng lắm. À, cái này nó cũng hay này. Cái màn hình này ý, phải nói là cái màn hình rất nét. Nó có độ nét Full HD. Bây giờ tôi sẽ mở video 4K. Mở luôn, không nói nhiều, mở luôn. Đấy, Sony luôn. Nét chưa này. Ui, 4K luôn. Thực ra là xe hay cũng toàn quay bằng 4K mà. Mở video xe hay Xpander. Uầy, hay thật. Này, xe hay Xpander luôn này. Chất lượng luôn. Nét chưa? Full HD luôn này. Ủa, nét dã man. Tóm lại là có thể, rất có thể tôi sẽ làm cái. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái điều đó, làm tôi khá bất ngờ. Bởi vì chúng ta thôi tạm dừng lại, không tiếng nó ồn. Chúng ta thường biết đến cái điện thoại các thứ ra lệnh giọng nói Siri của iPhone chẳng hạn, nhưng mà chúng ta phải nói tiếng Anh. Thì ngày hôm nay cái màn hình này nói được tiếng Việt. À khoan, tôi chưa thử cái ví dụ như mình là người miền Trung hay miền Nam hay sao nhỉ. Thử nha, tôi không biết nói giọng miền Nam đâu, nhưng tôi sẽ cố thử. Hướng Tây Nam lên Việt Hưng về phía Đoàn Khuê, sau đó rẽ trái vào Đoàn Khuê. Tôi sẽ thử nói tiếng miền khác đi, xem có được không nhá. Tôi sẽ tắt cái bản đồ đi. Dẫn đường ra Bà Chiểu. Ra luôn. Để hướng Tây Nam lên Việt Hưng về phía Đoàn Khuê. Ra luôn. Đó rẽ trái vào Đoàn Khuê. Trời ơi. Ra luôn này, thử lại này.
dẫn đường ra Hồ Gươm. Ra luôn Hồ Gươm. Này, trời ơi, quá khủng luôn, bất ngờ luôn vì cái màn hình này. Hướng Tây Nam lên Việt Hưng về phía Đoàn Khuê. Rồi, nói to quá, ta không cho người nói nữa. Nói bé thôi để anh em nói chuyện với nhau. Tóm lại là cái màn hình này nó làm tôi rất bất ngờ. Khi mà vừa ngồi trên xe thì tôi thấy nó to, nó đẹp, nó nét đấy, cũng hay đấy. Nhưng mà khi mà sử dụng xong, tôi phải làm ngay một cái video để chia sẻ cho các bạn biết là nó có những cái tính năng hay như thế. Chưa hết đâu, với cái màn hình này nhá, nó còn tích hợp được rất nhiều thứ. Có nghĩa là nó có thể kết hợp được camera đây. Ví dụ như tôi vào số lùi này, đấy, nó hiện cái camera lùi theo xe chẳng hạn. Đấy, nó có thể hiện này. Có hoặc là cam 360, các thứ bạn tích hợp vào đây nó đều xuất hiện hết. Ngoài ra thì ông bạn tôi, ông em tôi còn lắp thêm cái camera ở hai bên hông. Ví dụ tôi gạt xi nhan sang phải, các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường bên phải. Cái này đang hơi bị xoay một chút. Thì nếu như bạn muốn đỗ mà sát sàn sạt vỉa hè hoặc sát sàn sạt bức tường ấy mà bạn không thể với ra bạn nhìn thấy ấy, thì bạn bật cái này lên, bạn gắn thêm một camera rất tiện. Hoặc gạt xi nhan sang phải, sang trái thì nó sẽ lại hiện một camera ở bên trái. Wow, hay chưa, hay chưa? Hay của nó luôn, hay của nó luôn. Thế mới yêu chứ. Chưa hết rồi nhá, với cái màn hình này nó còn có cái tính năng là kết nối với cái cam hành trình ở ngay đây luôn. Nếu như bạn đề nổ thôi là cam hành trình nó sẽ tự động nó bật, nó ghi hình. Và nếu như bạn muốn cài đặt thì ở đây có 5 cái chế độ là 1 phút, 2 phút đến 5 phút, có nghĩa là 5 block. Bạn có thể chọn block 5 giây. Thì cái xe này tôi đang thể để thấy là block 5 phút chứ không phải 5 giây. Thì cứ mỗi 5 phút nó lại ngắt ra thành một cái video một lần. Và nó cứ thế nó ghi liên tục liên tục. Và đến khi nào hết thẻ thì nó lại ghi đè, xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng. Bạn sẽ không bao giờ bạn mất một cái video nào cả. Và nếu như bạn đang cảm thấy là cái khu vực này, cái đoạn video này bạn cần phải lưu lại, ví dụ là phạt về giao thông hay là có vụ va chạm gì, thì bạn có thể ấn ngay cái nút khóa ở trên màn hình. Nó sẽ khóa ngay cái khúc này lại của bạn, là bạn không thể xóa, không thể làm gì được. Nó sẽ giữ để bạn làm bằng chứng. Thì cái đấy là cái rất hay. Hoặc bạn cũng có thể vào cái phần phát lại này, thì ở đây nó hiện ra một loạt những cái video ở đây. Có nghĩa là một loạt những cái block đấy. Bạn xem lại thì bạn click đúp vào. Đấy. Nếu mà bạn muốn khóa thì bạn sẽ ấn vào nút khóa ở đây để chọn từng cái video để khóa lại, rất tiện lợi. Đấy cũng là một cái hay. Nhưng mà còn một cái hay nữa. Còn một cái hay nữa là cái xe này này, nó kết hợp với bộ cảnh báo áp suất lốp. Hay chưa? Nó lại hiện luôn trên màn hình. Bình thường nhá, mình mua một cái bộ cảm biến áp suất lốp ấy thì mình phải gắn thêm một cái màn hình nhỏ nhỏ đâu đó quanh quanh đây này, thì nó hơi bất tiện một chút. Thì cái này nó hiện luôn lên cái màn hình này. Thì khi nào mà nhá, lốp mà bị xịt hay bị nóng quá hay bị gì đấy, nó sẽ báo luôn lên màn hình để bạn biết, để bạn điều chỉnh bơm lốp hoặc là như thế nào đấy. Nó sẽ an toàn hơn, nhất là những người mà hay phải di chuyển xa. Di chuyển xa tôi khuyên các bạn nên lắp cái cảnh báo áp suất lốp để sao cho nó được an toàn nhất. Chứ đi mà lốp mà xịt mà đi nhanh nguy hiểm lắm. Ngoài ra nó còn một cái nhỏ nhỏ nữa mà tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Đó là báo ắc quy. Có nghĩa là nếu mà hết bình thì nó sẽ báo đây. Nó báo cái vôn ở đây đây, 12V, 12,9V, 13V. Thực tế thì cái này nó cũng chỉ là một cái bổ sung thôi, chứ nó cũng không quá quan trọng cho lắm. Ngoài ra thì nếu bạn muốn xem TV thì bạn cũng có thể vào cái ứng dụng ở đây. Nó cũng như một cái điện thoại thông minh bình thường. Đó. Đó, bạn có thể xem TV ở đây. Nhưng tôi khuyến cáo là các bạn không nên vừa lái vừa xem TV. Chỉ lúc nào xe dừng thì các bạn mới xem TV thôi. VTV Go hoặc bất kể một ứng dụng nào trên điện thoại có thì chiếc xe này đều có. Đấy, xem trực tuyến luôn cũng được này. Đấy, tất cả các kênh luôn, rất hay, đá bóng đá bủng thoải mái. Bây giờ tôi sẽ ra lệnh nha. Dẫn đường đi Bà Triệu. Bingo, đi luôn. Tôi muốn test là xem cái màn hình này ấy, khi mà anh em mình đi ra nắng ấy, nó có bị chói không. Bởi vì cái màn hình mà lởm ấy, đi ra nắng nó chói thì mệt lắm. Bây giờ sẽ đi ra chỗ nào nắng nhất. Chứ đi ra chỗ nắng mà cái màn hình nó bị lóa ấy, thì sẽ không ra gì ở đây rồi, nắng nhất đây rồi. 12 giờ. Đấy, các bạn thấy nắng chưa? Vẫn nhìn rõ này. Ồ, ngon của nó. Ồ, cái
cái màn hình này. Làm cái nhá. Làm cái được đấy. Z-Tech nhá. Z-E-S-C Tech. Tech là T-E-C-H đấy. Technology đấy. Hay thật. Càng ngày cái công nghệ màn hình càng phát triển nhá. Nét nét tuyệt đối luôn ý. Nét như một cái iPad ấy các bạn ạ. Mà nó không bị ánh sáng nó làm ảnh hưởng. Này trời, ngoài trời đang 12 độ đây, tôi soi cho các bạn xem. 12 giờ này. Wow. Hợp lý quá nhỉ. Các bạn có thấy hợp lý không ạ? Nếu mà các bạn thấy cái màn hình này hợp lý thì có thể tìm nhá. Khả năng là tôi cũng làm cái cho xe của mình. Z-Tech nghe hợp lý đấy. Quá ổn luôn. Giới hạn tốc độ 60 km/h, cách 250 m rẽ phải. Bản đồ bạn đủng thoải mái nhá, mà đi quá tốc độ nó còn cảnh báo luôn. À, có một cái nữa là giữ làn đường, nhưng mà tôi thì tôi thấy cái này nó không xi nhê gì lắm nên tôi cũng chả dùng. Ôi, bởi vì như này ấy, khi mà chúng ta đi nhiều những cái xe mà xịn nhá, thậm chí là Mercedes, Volvo, BMW, không ra lệnh giọng nói được như thế này là điều thứ nhất. Cái thứ hai là những cái tính năng kiểu như bản đồ ở trên những cái dòng xe đấy, nó không thể ưu việt bằng cái Google Map hoặc là cái map mà đã nó đã làm cho Việt Nam như thế này được. Quá chuẩn luôn. Đấy, ngon lành chưa? Bản đồ đây này. Chuẩn luôn, quá ổn luôn. À, còn một tính năng nữa mà tôi quên, tôi chưa giới thiệu đến các bạn. Nó là như này. Ở trên xe này ấy, nó còn có một cái tính năng đó là điều chỉnh cái âm ly. Bởi vì nhá, nếu như mà các bạn mua một cái chiếc xe mà giá kiểu bình thường rẻ rẻ như này này thì cái âm ly của nó rất là tệ. Loa cũng bình thường. Nghe nhạc chán, như cái xe của tôi nghe nhạc cũng rất chán, nhưng cái loa cái âm ly này nhá, nó tích hợp một cái âm ly rất xịn. Cái âm ly xịn ấy nó sẽ bóc tách được âm trầm nó đi đâu, âm trung nó đi đâu, âm cao nó đi đâu, để nó điều chỉnh cho nó tốt. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem luôn. Đây, tôi sẽ vào cái amplifier. Đấy, bây giờ sẽ vào chỗ custom. Đây, điều chỉnh. Có nghĩa là nó có thể điều chỉnh được cho cái âm thanh sao cho nó nuột nhất, nghe nó hay nhất. Nó ra âm trầm nó đi về loa nào, âm trung nó đi về loa nào, âm cao nó đi về loa nào, và nó đi bao nhiêu âm lượng, bao nhiêu decibel, chúng ta có thể hiệu chỉnh tại đây bằng tay. Hoặc nó cũng có những cái cài đặt sẵn, ví dụ như là như này, bạn có thể ấn nút. Ngoài ra bạn còn có thể điều chỉnh là nghe ở đâu thì hay hơn. Ví dụ như tôi đang để driver, có nghĩa là vị trí người lái sẽ nghe hay hơn. Không thì sẽ để sang bên cạnh nghe hay hơn, hoặc điều chỉnh vị trí. Tóm lại là điều chỉnh được hết. Bây giờ mình sẽ hơi cá nhân một tí, mình nghe driver đi, có nghĩa là người lái sẽ nghe hay hơn. Mà nghe hay thì thôi rồi luôn, tôi cũng không biết bật nhạc nào để cho nó không bị dính nhạc bản quyền bây giờ nhỉ. Nhạc nào không bản quyền nhỉ? NCS à, đúng rồi. Mở nhạc NCS. Tôi yêu cái ra lệnh giọng nói này, nó hay làm sao ấy. Có nghĩa là nhá, khi chúng ta lái ấy, chúng ta không cần phải bấm bản đồ rồi bấm nhạc, bấm loằng mệt. Mà người lái ấy, cứ thế lái mà cứ thế nói chuyện với nó. Nó hay, nó cực kỳ hay. Ở đây là nhạc không có bản quyền cho nên tôi bật để cho các bạn nghe cực hay luôn. Hãy nghe xem loa nó hay hơn như thế nào nhá. Rồi, các bạn thấy hay chưa? Ổn chưa? Tôi sẽ thử xem là đi chạch 300m nữa, rẽ phải vào Việt Hưng. Đúng rồi, đi chạch bởi vì đang làm video cho anh em mà. Bây giờ như này, tôi sẽ test thêm là khi mà bật nhạc ấy, mình ra lệnh giọng nói xem nó có nghe được không nhá. Đây, nhạc to lên tí.
nhá, to chưa? Rồi, ra lệnh thử nhá. Dẫn đường đi Hải Phòng. Ăn luôn. Ăn luôn này. Ui. Trời ơi. Màn hình này. 1 mét nữa rẽ phải vào Việt Hưng. Rẽ phải vào Việt Hưng, sau đó rẽ trái vào Đoàn Khuê. Rẽ phải. Màn hình này được của nó đấy. Màn hình này hơi bị được của nó đấy. Các bạn thấy cái màn hình này như thế nào, có thể comment ở phía dưới. Chúng ta sẽ cùng thảo luận xem có màn hình nào hay hơn, đáng mua hơn không, hay là cái màn hình này nó cũng ra gì. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Xe Hay và bấm vào nút chuông. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Tôi đi về tôi mua màn hình này đây. Ngon quá. Tôi thấy cái màn hình này ổn của nó đấy. Mà lại còn được dùng 7 ngày miễn phí, nghĩa là nếu mà không ưng ấy có thể trả lại, không mất tiền. Và nó lại còn được bảo hành 2 năm. Năm đầu tiên là một đổi một, nếu như có bị lỗi, có nghĩa là hoàn toàn chúng ta yên tâm về vấn đề bảo hành, bảo trì. Quá ổn đúng không? Một đổi một cơ mà, đổi ngay lấy cái mới. Mai thử luôn cái nhỉ. Yeah.